Thân mến, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình mời các bạn vào bếp cùng chia sẻ với mình cái món thịt heo quay nha. Thịt heo quay đó thì ở đây đó là mình có một ký thịt ba chỉ nè các bạn đó, một ký thịt ba chỉ. Và mình làm thịt ba chỉ để cho nó có tí mỡ để cho nó ngon, và cái gia vị á để mình ướp đó thì là nó gồm có đó là chao nè các bạn. Đó, chao này đó thì mình sẽ sử dụng là hai muỗng, hai cục chao với lại bốn cái muỗng canh nước chao, và đồng thời mình còn có đó là cái này là nửa muỗng canh muối này, và nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột súp gà, nửa muỗng cà phê tiêu và nửa muỗng cà phê của Ngũ Vị Hương. Tất cả mình đã trộn vào trong này, và bây giờ mình sẽ bỏ vào đây thêm 4 muỗng nước của nước chao và hai cục chao nữa. Đó là cái gia vị để mình ướp thịt đó các bạn. Và sau đây các bạn cùng thực hiện với mình nha. Và trong cái tô này thì mình sẽ cho vô đó chỉ có là hai cái cục chao thôi nha các bạn. Đó. Đó, đây là một cục rưỡi nè. Các bạn dùng chao trắng thì nó ngon hơn, đừng có dùng chao đỏ thì nó không được ngon đâu. Cái chao càng trắng thì nó càng ngon ha. Đó. Và đồng thời mình cũng sử dụng là 4 muỗng canh nè. 1 2 và 4. Cái số lượng này thì mình sẽ trộn đều nó lên và mình sẽ ướp cho thịt, nhưng mà thực sự ra đó thì đây chỉ là công thức ướp thịt thôi, chứ không có thể nào mà ướp hết một cái số lượng này vô trong một ký lô thịt được. Cái này đây là chỉ cái công thức căn bản thôi, thì cũng có thể là mình ướp cho 2-3 ký cũng được, nhưng mà cái đó là mình sẽ trộn và còn dư lại thì mình cũng sẽ để dành làm vào việc khác. Và bây giờ mình bắt đầu mình trộn cái sốt này lên nha. Đây là cái sốt để ướp thịt heo quay đó các bạn. Đó, và khi mình ướp đó là mình sẽ ướp từ 3 tới 12 tiếng ở trong tủ lạnh. Mà nếu trường mình gấp quá thì mình cũng có thể ướp trong khoảng 3 tiếng thôi. Thì bây giờ bắt đầu mình ướp thịt nha. Bây giờ mình trộn đều cái này lên. Và trước tiên đó, đối với thịt đó, mà để cho nó thấm đó, thì mình sẽ cắt những cái đường dọc này nè các bạn, lên trên miếng thịt nha. Mình xẻ cho nó hơi sâu sâu xuống để cho nó được thấm á. Nhưng mà đừng có cắt tới da nha. Ở đây là phần thịt đó là mình đã xẻ rồi nè các bạn. Mình xẻ những cái rãnh cho nó sâu như vậy nè. Và nó đều nhau như vậy đó. Thì bây giờ mình trộn cái nước sốt này lên nha. Thì các bạn trộn đó thì cũng không có phải là nhiều hay ít gì đâu. Đó, thì mình chỉ thoa vào trong cái rãnh, mấy cái rãnh này nè. Đó. Sau khi đó mình thoa miếng thịt rồi đó thì mình sẽ úp miếng thịt đó ngược lại nha các bạn. Đó. Đó, mình sẽ úp miếng thịt cho nó ngược lại cái bề dưới mình đã thoa nè. Đó. Thịt đó thì mình ướp á, ướp là ướp qua đêm nha. Mình ướp mình bỏ trong ngăn mát á, cho qua đêm á, mình lấy lát tráp mình ráp lại thì mình ướp qua đêm thì là nó mới ngon.
và đồng thời nó mình cũng phải lau hết cái cho phần khô đi, cái da này cho khô đi rồi mình hãy bỏ trong tủ lạnh nha. Heo quay đó thì mình cũng thích cho nó có cái màu cam đó, thì màu cam hay màu đỏ thì tùy ý, do đó mình cũng sẽ pha cho cái thịt của mình á khi quay xong nó được đẹp ha. Đó, thì mình ở đây mình có cái màu cam nè các bạn, mình không mình màu xài màu đỏ cũng được, thì các bạn phết lên đây thôi. Đó, phết lên phần da này. Để khi mình nướng cho nó có cái màu đẹp thôi. Và bây giờ đó mình sẽ để cái miếng thịt này là qua đêm nha, thì cái nó mới thấm vừa đủ thì nó mới là vừa ngon. Nhưng mà nếu các bạn gấp quá đó thì mình cũng có thể ướp đó, trong vòng từ ít nhất là 3 tiếng nha các bạn. Đó, thì mình phải lau cái khô, cái da của nó khô đi. Cái món mà mình để cái trước mặt các bạn đây, có thể là các bạn không có đoán được đó là cái gì đúng không, nhưng bây giờ mình cũng sẽ tiết lộ cho các bạn biết, đây là một miếng da heo rất là lớn. Đó, cái miếng da heo này, tại vì mình làm cái món mà mình thực hiện hôm nay đó là cái món này là cái da heo các bạn. Đó, đôi khi người ta ăn thịt heo quay đó, mình cũng rất là thích ăn cái da mà không có. Còn ở bên Mỹ này thì trong cái chợ heo supervisor đó, họ bán cái da heo này nè bạn nè. Đó, họ bán từ miếng như là miếng vải vậy đó. Thì cái da heo này đó thì người ta bán nguyên cái miếng bự như vậy á, nó vào khoảng 5 đồng. Mà cái nguyên cái miếng da heo này á chưa tới 5 đồng, nó khoảng 4 đồng. Cái miếng da heo này nó vào khoảng 1 kg nè. Bây giờ để thực hiện cái món mà heo quay về da giòn của heo quay đó, thì đầu tiên đó là mình phải bỏ màu lên. Để mình bỏ màu lên da đó các bạn, để cho cái khi mình nướng cái da nó được đẹp nha. Thì đây là mình bỏ màu cam. Có đôi khi các bạn thích thì các bạn có thể bỏ cái bột sát xíu với màu đỏ để nó có màu đỏ. Nhưng mà mình hôm nay thì mình nghĩ rằng mình sẽ làm nó là màu cam. Đó. Thì bây giờ đó mình sẽ thoa màu hết cái miếng da này. Và sau đó đó mình sẽ lật cái mặt kia lên đó các bạn, và mình sẽ ướp. Mình quét màu xong thì mình sẽ lật cái bề trái lên và mình ướp cái sốt ướp của heo quay lên, và sau đó rồi mình sẽ lật ngược trở lại, thì mình sẽ để hong gió vào khoảng 1 tiếng để cho cái da này nó khô và mình đem nướng thôi các bạn. Đó, thì cái sốt đó mà mình để làm cái để cho ướp của cái bề trái của miếng heo này nè, đó thì nó là gồm có nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột xúc gà, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, cũng như là 2 cái miếng chao trắng và 4 cái muỗng canh súp là của nước chao. Tất cả những cái đó mình trộn với nhau thật là kỹ thì nó sẽ thành một cái sốt đặc biệt để cho mình ướp heo quay, cũng như bây giờ mình sẽ ướp cái da phía trong này nè, để cho nó có một cái gia vị. Và bây giờ mình sẽ thoa hết màu lên trên da heo đó nha. Đây là cái chén sốt đó, là gồm có những cái loại gia vị mà mình đã nói với các bạn đó. Thì bây giờ cái miếng da heo đó là bắt đầu, bây giờ đó là mình sẽ thoa hết cái phần bên trong thôi nha các bạn, để cho cái nó có được cái gia vị thôi. Đó, thì sau đó rồi đó mình sẽ đem cái miếng da này nè, mình hong gió hay là mình để y vậy cho cái da trên nó thiệt là khô đi. Và khi nào nó khô đi á thì mình sẽ thoa thêm á một cái lớp nữa, tức là cái lớp đó là cái lớp gọi là cái lớp sốt mà để cho cái da heo của mình á, da heo thịt quay hay là da heo của cái miếng da heo này á, nó được nổ và nó được giòn. Thì mình sẽ chia sẻ cái công thức mà làm cái điều đó với các bạn ha. Trong cái gia vị này nó đã có chao với ngũ vị hương ấy, cho nên nó thơm lắm ạ. Và cái thời gian hong gió của mình chắc nó khoảng chừng 1 tiếng thì nó cũng vừa thấm cái gia vị này vô trong cái
cái miếng thịt heo này nè các bạn. Và bây giờ đó, khi mà mình trở lại để mình hong cái bề mặt bên kia đó, thì á, miếng da nó phải rất là ráo nha. Đó, và bây giờ sau khi mình ướp cái bề trái xong xuôi hết đây nè, đó, thì mình sẽ trở qua bề phải và mình dùng giấy thấm đó, đó, mình sẽ lau hết cái bề mặt cho nó khô đi. Và mình sẽ hong quạt á, là trong vòng 1 tiếng để cho nó khô rồi bắt đầu mình nướng ha. Đây là miếng da heo khổng lồ của mình nè. Đó, sau khi đó mà mình đã thoa màu xong rồi đó, thì bây giờ đó mình sẽ lau khô đi nha các bạn. Mình chậm khô nó đi. Rồi á, mình phơi quạt đó, mình để trong nhà, mình mở cái quạt trần đó các bạn. Đó, hay là mình có quạt máy, quạt bàn đó, thì mình sẽ mở nó trong vòng khoảng chừng 45 tới 1 tiếng để cho nó khô. Rồi sau đó là mình sẽ thoa cái bột giòn nha. Và cái gia vị đó mà để mình dùng để làm cho cái da heo nó giòn đó là dùng có giấm nè các bạn. Đó. Cái giấm này thì bây giờ mình dùng là cái công thức của mình đó, là mình dùng mà mình pha hơi nhiều một chút thì có dư thì mình sẽ để lại, thì mình sẽ dùng vào khoảng 8 muỗng canh nha các bạn. Đây là giấm ha. Và ngoài ra đó mình còn có baking powder nè. Đó, baking powder thì mình sử dụng á là khoảng 1 muỗng canh nha. Một phần ít thì sợ nó mặn nè. Nghĩa là khoảng từ 1/2 của cái muỗng cà phê muối đâu. Thì đây á, là các bạn cũng thấy nó nổi bọt lên này ha. Cái này ở đây là cái thành phần để mình thoa cho cái da heo mình nướng cho nó giòn đây nè. Đó. Bây giờ mình sẽ trộn đều nó lên ha. Và đây á, là miếng thịt heo đó mà mình đã ướp tối hôm qua nè các bạn. Đó, thì mình bỏ trong tủ lạnh đó, thì nó cũng đã, cái da của nó khô lắm rồi nè. Và bây giờ đó, thì với cái hỗn hợp mà mình để sử dụng để cho nó giòn đó, thì bây giờ mình quậy lên và mình cho nó một lớp thôi ha. Và đồng thời mình cũng đã bật bếp lên á, là 375 độ. Và đợt đầu tiên á, là mình sẽ ngửa miếng thịt lên. Và tại vì miếng thịt này nó nghiêng nè, cho nên ở dưới mình có độ một ít khoai á, đó, độn để cho cái miếng thịt nó được thẳng lại đó. Đó. Bây giờ mình nướng á, là mình nướng bề trái trước nha. Đó. 375 độ đó. Thì bây giờ mình nướng khoảng là 40 phút trước, và sau đó rồi mình sẽ trở qua bề da 20 phút. Và bây giờ đó, cái lò của mình á, thì mình đã mở lửa lên sẵn sàng 375 độ rồi đó. Nướng đó mình không có muốn cái lớp da đó nó ở sát ở dưới cái này á, thì nó sẽ bị á, nó bị chai cái lớp da nữa, mình nướng nó không có phồng, cho nên mình phải có một cái lớp kê vậy nè các bạn. Đó. Đó. Đó, cái này nó bị nghiêng nè, cho nên mình phải độn đó. Độn cái lớp này để cho cái miếng thịt của mình nó được thẳng lại một chút á. Đây là cái miếng thịt mình bỏ trong lò nướng nè. Đó, các bạn thấy là cái mặt ở dưới nó, mặt thịt ở dưới là nằm ngửa cho các bạn. Và cái lớp da được, bây giờ các bạn bỏ sát trong cái khuôn đó nha. Bỏ sát trong cái khuôn đó thì cái da nó hơi bị đụng đó. Thì nó bị đè nhiều quá thì mình cũng sợ là nó không có phồng. Cái này là 375 độ mà đợt đầu tiên đó là mình nướng đó là 40 phút nha. Tại vì mình bây giờ là mình nướng chắc phần thịt nó chín đã, phần da mình chưa có đụng tới đâu. Và sau 40 phút rồi đó thì mình trở miếng thịt lại nha các bạn. Đó. Mình
Mình trở miếng thịt lại thì mình sẽ lau khô, mình tiếp tục mình sẽ lau rất là khô ha. Mình lau thiệt là khô đó. Rồi xong rồi đó mình mới dùng á dao đó các bạn, mình xâm. Mình xâm hơi sâu sâu một chút. Sau khi mình lau thật kỹ rồi đó, mình sẽ thoa cái sốt giò một lần nữa các bạn. Mà các bạn thoa thiệt là mỏng thôi nha. Mà mình xâm á các bạn, mình xâm xong á là nước ở dưới đây nè, nó cũng trào lên nữa nè. Đó. Thì cho nên mình phải dùng thêm giấy thấm đó. Mình thấm nó thiệt là khô nha. Đó. Mình ấn là khi mình ấn xuống vậy nè, mà mình còn thấy á, mà cái nước nó ướt nó lên á, thì mình chịu khó. Mình thấm càng khô càng tốt, có thoa dày đâu. Mình chỉ thoa nó vừa đều thôi. Và bây giờ lò là mình đã tăng lửa lên. Bây giờ đó là sẽ 40 phút cho phần da. Hồi nãy là 40 phút cho phần thịt. Thì bây giờ 40 phút cho phần da. Bây giờ da nó ngửa lên trên. Thì thời gian này là mình phải coi 20 phút sau. Mình phải lấy ra mình coi là nó giòn hay chưa đó. Và nó như thế nào thì lúc đó là mình sẽ điều chỉnh cái miếng thịt. Mình quay sao cho nó đều quá nha các bạn. Bây giờ bị da nằm lên trên ha. Và sau đó bây giờ mình đóng bếp lại mình 20 phút nữa là mình phải canh nha. Mình cũng phải canh coi là cái da nó giòn như thế nào đó. Sau khi là thoa sốt lần thứ nhì đó, thì mình sẽ bỏ vô lò lại 20 phút nha. Và mình sẽ tăng cái lửa lên là mình quay vòng vòng cho nó đều cái miếng thịt đó. Rồi mình không biết là mình có nên nó đã phồng đủ chưa. Nếu nó chưa đủ phồng thì mình sẽ quét cái sốt nó giòn thêm một lần nữa. Còn nếu nó đủ rồi thì thôi. Và sau khi là cái miếng da nó đã 1-2 giờ nó khô rồi nè các bạn, thì các bạn lấy vô sâm nha. Mình lau mình chậm khô nó thêm một lần nữa. Nhưng mà thực sự là thường thường miếng thịt đó thì nó mới có nó hay chảy nước ra để cho mình xâm, để cho mình thấm. Nhưng mà cái miếng da thì nó không có đâu, cho nên mình chỉ có đâm thôi. Mình kê hai miếng da lên nè các bạn, mình cho cái thớt gỗ bên dưới và mình đâm đều như thế này. Và sau đó là mình trải vào cái mâm á, là mình thoa sốt giòn lên và mình trải lên cái mâm và mình nướng 450 độ thôi. Nhìn miếng thịt trong lò đó các bạn cũng thấy là bên tay trái nó phồng mà bên tay phải nó không phồng, cho nên mình phải xoay nha. Rồi cái lửa nó không bao giờ đều đâu, nhưng mà mình nhìn miếng thịt đó, thì mình biết là cái bên nào nó phồng bên nào nó không phồng. Thì cái bên nào nó phồng thì mình phải trở nha các bạn, 10 phút mình phải trở đó. Và bây giờ sau khi mình xâm cái miếng da rồi nè, rồi bây giờ thì mình thoa cái sốt giòn đó các bạn. Đó, cái sốt giòn này là giấm với muối với lại baking powder thôi. Thì mình không cần thoa dày đâu, mình chỉ thoa nó một lớp mỏng thôi. Tại mình thoa nó hai lần mà. Thì mình bỏ vô lò đó, mình nướng 450 độ nha. 450 độ 25 phút. Rồi mình làm hai lần như vậy là mình xong rồi đó. Tiên đó các bạn, thì mình lại lấy miếng thịt ra một lần nữa nha. Nó cũng như là các bạn cũng thấy cái da nó phồng phồng nhưng mà nó chưa có đủ đâu. Thì mình sẽ cho nó một lần sốt nữa. Ít thôi nha. Ít thôi. À, mình lau khô đi và mình cho nó một lần nữa và bắt đầu mình vô mình lại 450 độ đó, là 20 phút nữa là xong rồi đó các bạn.
Với cái cách làm này đó thì các bạn á, nếu mà mình vừa nướng xong á thì mình bầm 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 nhỏ nhỏ ra mình bỏ vô bánh mì á thì nó giòn nó ăn liền. Nhưng á nếu á, có một cái cách nữa đó là các bạn sẽ luộc nó đi. Các bạn sẽ luộc cái da này đi trong vòng, nếu mà trường hợp cái da nó dày đó thì mình phải luộc đi trong vòng khoảng nửa tiếng cho nó mềm, rồi sau đó mình lau khô và mình cũng sẽ xâm và mình sẽ xâm rồi mình cũng thoa cái sốt giòn và mình sẽ nướng, thì chúng ta sẽ không có phải làm cái công đoạn này. Còn nó đối với cái cách làm của mình bây giờ đó thì sau khi mà chừng một tiếng hai tiếng đồng hồ đó thì nó cái chỗ nó ở giòn, nó chỉ giòn cái bìa thôi, còn khúc giữa thì nó chỉ chín nhưng nó không giòn. Và bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nó ra như thế này và sau đó là mình sẽ chiên lại dầu đó. Thì có nhiều cách làm, nhưng mà các bạn muốn luộc nó cũng được, luộc thì các bạn sẽ không phải làm cái đoạn chiên. Và mình nếu mà mình làm cái giai đoạn chiên như thế này thì mình không có cần luộc trước. Và bây giờ thì sau chừng 1-2 tiếng đồng hồ đó thì mình nó sẽ nguội đi rồi, thì bây giờ mình cắt nó ra thì mình chiên. Và sau đó muốn ăn bánh mì thì mình sẽ bầm 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 nho nhỏ nó cho mình lấy cái giòn của nó thôi chứ. Và bây giờ đó mình sẽ cho cái chảo dầu nóng lên để mình chuẩn bị mình chiên cái da heo này nha các bạn. Khi mình chiên như vậy thì cái độ giòn của nó mình có thể giữ, mình để nguội thì cái độ giòn của nó mình sẽ giữ được lâu hơn đây. Cho da heo vô. Cho cái mặt da xuống nha các bạn. Để cho da heo nó được thẳng á, nếu mình chiên một chiều nó hay bị cong lắm. Thì mình chiên cái da heo này đó các bạn, là trong mình chiên nó là trong khoảng 1-2 phút thôi. Và trong quá trình mình chiên như vậy đó thì các bạn cũng thấy rằng bong bóng trên cái mặt da đó nó sẽ nổi lên một lần nữa đó. Thì sở dĩ mình không có làm luộc trước là tại vì khi mình nướng trước mình không luộc thì mình thấy cái da nó, mình đã làm khô cái da khi mình nướng, cái độ khô của cái da nó rất là tốt, cho nên khi mình chiên như vậy thì cái da nó không bị văng, nó không bị nổ nữa đó. Cho nên đó, tùy theo cái cách mình ăn, nếu mà mình muốn ăn mềm mình muốn ăn mà không có băm thì mình phải luộc đi, mình luộc rồi mình xâm rồi mình mới quét ra cái sốt giòn rồi mình mới nướng đó. Đó thì mình thì cái cách này thì lại là một cái cách khác. Cái cách này thì mình bỏ cái, mình dùng cái nướng để mình làm cái mặt da nó khô đi, và đến khi mình chiên đó thì nó cũng vẫn phồng, tiếp tục bong bóng nó phồng lên nè các bạn. Đó, cái bong bóng của cái miếng da nó vẫn tiếp tục nó phồng lên rất là lớn đó. Và mình cảm thấy nó chừng 2 phút là được rồi, đừng có để nó giòn và nó cứng quá nha. Bây giờ mình gấp nó ra, mình gấp nó ra, nó phải nguội lắm mà nó mới khô. Rồi khi mình ăn bánh mì thì mình phải băm cho nó nhỏ đi, mình bỏ vô bánh mì thì chút xíu nữa mình cũng sẽ bỏ đó. Các bạn cũng nhìn thấy cái miếng da nè đó, cái này mình đã chiên rồi và cái này mình đang chiên trong chảo nè. Thì cái này nó rất là giòn, nó giòn tới cái độ mà nó giòn lắm, mà chút xíu nó nguội thì nó sẽ còn giòn hơn nữa. Và cái da bây giờ nó cái sắc phồng rất là đẹp, các bạn thấy không đó. Có một điều là mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, nếu mà các bạn muốn cái miếng thịt của mình đó mà định hình đó, mà sau khi thành phẩm rồi mà nó cong như vậy thì các bạn cho cái bề da ngửa lên đó thì miếng thịt nó sẽ cong như vậy. Còn nếu trường hợp mà các bạn muốn cho miếng da của mình đó mà định hình đó mà nó
thẳng đó thì các bạn sẽ cho phần da xuống trước. Còn nếu các bạn muốn nó sẽ trở thành như vậy để mình bày bàn cho đẹp á, thì các bạn cho phần mỡ xuống trước, phần da ngửa lên nha. Rồi sau đó rồi nó cuộn lại rồi thì mình hãy lăn nó. Đó cũng là cái kinh nghiệm để mình chia sẻ, để khi các bạn có thể cho ra cái thành phẩm nó vừa đẹp màu và nó vừa đẹp về cái hình thể của nó nữa. Đây là những miếng heo quay đó, mình đã chiên xong rồi là các bạn sẽ thấy cái độ giòn của nó nha. Nó rất là giòn. Đó. Cho nên là bây giờ đó, mình bỏ vào bánh mì đó, là mình sẽ băm nhỏ lại. Còn cũng có thể là mình ăn như vậy được thì nó rất là ngon nè các bạn. Đó. Đó thì mình có nói với các bạn á, nếu mà các bạn muốn cho nó cái hình nó cong như vậy á, thì khi các bạn bỏ vô dầu á, thì cái bề da ngửa lên trên. Đó, rồi khi nào nó cong như vậy thì các bạn hãy chờ nha. Đó, còn nếu các bạn muốn cho cái miếng heo quay của mình mà nó thẳng á, thì các bạn phải lấy đũa bắt các bạn đè xuống thì nó sẽ theo cái hình của các bạn mong muốn. Đó, các bạn nhìn thấy nó ngon không? Bây giờ cái da này mình muốn bỏ vào bánh mì đó, thì mình phải làm cho nó nhỏ lại các bạn. Đó. Thì nó phải vụn vụn như vậy, nó giòn đó, thì mình mới bỏ vào bánh mì ăn được ha. Thì các bạn cũng thấy nó rất là giòn đúng không? Đó. Thì sau khi mình làm giòn mấy cái miếng, mình chặt cho nhỏ rồi lát nữa mình bỏ vào bánh mì nè. Ở đây mình có hộp pate nè các bạn. Đó. Đó, và mình thực hiện tại vì mình muốn bỏ bánh mì á, làm một ổ bánh mì mà nó có cái da heo giòn đó, thì cho nên mình mới thực hiện cái ổ bánh mì này ha. Đó. Thì đây là ổ bánh mì nè, là mình đã mổ bụng nó rồi ha. Và bây giờ mình test pate nha các bạn. Đó. Mình test pate, và các bạn có ăn bơ thì các bạn test bơ, và mình thì hay là sốt bơ hay mayonnaise gì đó. Đó, thì các bạn cho dưa leo nè. Đó, cho dưa leo ha, cho cái này vô, cho ngò vô, cho ớt vô. Đó, và sau đó thì các bạn cho da heo ha. Đó, da heo giòn nè. Đó, và một ít thịt quay. Thì quay là mình xắt mỏng mỏng thôi. Đó. Ừ. Và đồng thời á, mình xịt vô một chút xì dầu nha. Đó. Thế là chúng ta đã có một ổ bánh mì ngon lành rồi đúng không? Đó. Và đó, tất cả những cái technique, tất cả những cái công đoạn mà mình làm mà cái món heo quay với lại da heo quay giòn này đã xong rồi nè. Thì mình thân mến chào tất cả các bạn, và đã cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt cái video này. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái món ăn này và thực hiện nó. Và đừng có quên là bấm thích và đăng ký cái kênh của mình để khi có những cái video mới nó sẽ đến với các bạn nha.